Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Việt Nam và giải trí ngày hôm nay là một bản tin cho hay một loại giò chả Việt Nam nghi ngờ nhiễm khuẩn ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh CDC cho biết, đợt bùng phát nhiễm khuẩn Listeria trên nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đã được truy ra bắt nguồn từ một nhà sản xuất các loại giò chả Việt Nam ở Houston, Texas. Hãng thực phẩm này đã ra lệnh thu hồi các sản phẩm giò chả của họ vốn được vận chuyển trên toàn nước. 4 người đã nhập viện sau khi ăn giò chả của hãng này sản xuất trong khoảng thời gian từ 21 tháng 5 cho đến ngày 16 tháng 11. Chưa có trường hợp nào tử vong được ghi nhận. Các tiểu bang có người bị ảnh hưởng là Texas, Louisiana, Tennessee và Michigan. CDC khuyến cáo người tiêu dùng và các tiệm bán lẻ hãy nên vứt bỏ hoặc trả lại các sản phẩm này. Các kệ và ngăn chứa giò chả cần phải được lau chùi và khử trùng sạch sẽ. Thưa quý vị, một người phụ nữ ở Hà Nội đã suýt chết vì ngậm đá nano trị bát bệnh. Ngày 23 tháng 11, 2018, Bệnh viện Y tại Hà Nội cho biết nơi đây vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 67 tuổi, cũng ngụ tại thành phố Hà Nội, đã nhập viện trong tình trạng dị vật vướng vào đường tiêu hóa. Người nhà bệnh nhân cho hay, vài ngày trước do người này bị ho nên đã tự dùng viên ngậm nano, nhìn giống như đồng xu, không rõ nguồn gốc, có đường kính gần 2cm. Sau khi nghe tư vấn sức khỏe vài tháng trước, viên đá này được nơi bán quảng cáo là có thể chữa bách bệnh từ đau xương khớp, thì chỉ cần dán vào chỗ đau, nếu như đau họng thì chỉ cần ngậm viên đá này. Đái tháo đường thì pha vào nước uống. Bác sĩ bệnh viện Y đã cho biết viên đá này bị vướng vào đường tiêu hóa của bệnh nhân, gây tình trạng nuốt khó. Đặc biệt dị vật không nằm cố định mà di chuyển trong đường tiêu hóa, nếu không gấp ra có thể đi sâu vào cơ thể gây tổn thương cơ quan nội tạng như là thực quản, dạ dày và ruột. Các bác sĩ cảnh báo hiện chưa biết rõ công dụng thực sự của loại đá này đối với sức khỏe của người dân, nên không nên tin tưởng mà bỏ thuốc điều trị bệnh, nhất là những người đang mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường và cơ khớp xương. Kính thưa quý vị, cô dâu Việt Nam đứng đầu danh sách kết hôn với đàn ông Nam Hàn. Một kết quả kiểm kê của chính phủ Nam Hàn cho thấy, các cuộc hôn nhân giữa người dân quốc gia này với người ngoại quốc tăng lên trong năm 2017, với hơn phân nửa số người phối ngẫu nước ngoài là các cô dâu đến từ vùng Đông Nam Á. Việt Nam vượt lên trong đó các cô dâu người Việt chiếm 28%, tiếp theo là các cô dâu gốc Hoa 25% và Thái Lan 5%. Số phụ nữ lấy chồng Nam Hàn nhiều hơn gấp 3 lần số đàn ông ngoại quốc lấy vợ Nam Hàn. Đàn ông Nam Hàn khi lấy vợ ngoại quốc thường già hơn vợ mình ít nhất là 10 tuổi. Trong khi đó, sự chênh lệch tuổi tác giữa cô dâu và chú rể đều là người Nam Hàn, thường chỉ là 3 đến 5 tuổi. Các cuộc ly dị giữa các cặp vợ chồng có người phối ngẫu ngoại quốc Nam Hàn đang trong chiều hướng sút giảm từ năm 2012, chiếm khoảng 10% tổng số các vụ ly dị ở quốc gia này hồi năm ngoái. Người dân vẫn bị hành hung sau khi chạy vào trụ sở công an cầu cứu. Thưa quý vị, một cô gái bị nhóm côn đồ truy đuổi, hoảng sợ lái xe hơi chạy vào trụ sở công an tỉnh Thái Bình để cầu cứu, nhưng vẫn bị hành hung trước khi công an can thiệp. Tin cho biết khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 19 tháng 11, chị Vũ Thị Thiện, 26 tuổi tại Hà Nội, lái xe hơi Kia Morning lao vào trụ sở của công an tỉnh Thái Bình cầu cứu vì bị một nhóm người truy đuổi. Cùng lúc đó, một nhóm thanh niên cũng lao theo vào. Tại đây, nhóm côn đồ thản nhiên mang theo kéo, gậy, gạch để mà hành hung, cắt tóc chị Thiện và chọc thủng bánh xe, đập phá xe hơi của nạn nhân. Thấy người dân tập trung theo dõi, bàn tán, lúc này đội cảnh sát tỉnh Thái Bình mới bắt giữ những thanh niên quá khích này. Để giảm áp lực và né tránh trách nhiệm, đại diện công an tỉnh này cho biết rằng, thời điểm cô gái lao xe vào lánh nạn, cổng trụ sở công an đang mở để mọi người ra về sau giờ làm việc buổi sáng. Sự việc diễn ra bất ngờ và diễn biến nhanh nên cảnh sát không kịp khống chế các nghi can. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí tiếp theo cho hay, tang lễ của Kim Porter, người yêu cũ của Cindy Combs, được cử hành tại tiểu bang Georgia. Người mẫu kim diễn viên Kim Porter đã được tìm thấy thiệt mạng bên trong nhà riêng ở thành phố Los Angeles vào ngày 15 tháng 11, hưởng dương 47 tuổi. Nay tang lễ của bà đã được tổ chức tại tiểu bang Georgia. Kết quả giám nghiệm pháp y cho thấy, trước khi qua đời, bà Kim đã từng mắc bệnh cúm. Do gặp phải một số biến chứng nên bà đã bị lên cơn tim. Porter là người yêu cũ lâu năm của nhạc sĩ kim doanh gia Cindy Combs. Trong khoảng thời gian yêu nhau, họ đã có với nhau 3 người con, bao gồm một trai và 2 gái.
Ngoài ra, Kim Porter còn có một người con trai riêng. Bên cạnh nghề người mẫu, Kim Porter còn từng tham gia đóng phim. Bản tin giải trí tiếp theo cho biết ban nhạc bao gồm các tù nhân người Indonesia đã tham gia trình diễn trong nhà tù. Thưa quý vị, ban nhạc Adrian Best bao gồm 8 thành viên là những tù nhân bị giam giữ trên hòn đảo Bali của Indonesia đã tham gia vào cuộc tranh tài âm nhạc cùng với 12 ban nhạc khác cũng do các tù nhân lập ra bên trong nhà tù Kerobokan vào ngày thứ Bảy 24 tháng 11. Những nhạc phẩm do đích thân họ sáng tác và trình bày đều mang âm hưởng sôi động của nhạc rock với nội dung nói về ma túy và những năm tháng ngồi tù. Được biết, trong quá khứ, nhóm nhạc này đã từng phát hành 2 tuyển tập album. Tất cả những thành viên trong ban nhạc đều phải đang thụ án vì những tội danh liên quan đến ma túy. Họ hy vọng những bài hát nêu trên sẽ giúp giới trẻ tránh xa ma túy. Một trong những sáng lập viên của ban nhạc là tù nhân 35 tuổi, Okta Sisila. Người này đã bị tuyên án 3 năm tù vì tội tàng trữ ma túy. Ban nhạc Atrabes đã được thành lập cách đây 2 năm. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc phần tin News at Night của ngày hôm nay cùng với Gia Ân và Duy Khang. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp. Thân ái kính chào quý vị.